Người phụ nữ bị còng tay chửi và đòi hôn cảnh sát giao thông chính thức trả giá, công an lên tiếng. Ngày 17 tháng 2 vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ tay bị còng, đứng sát một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, nói những lời thô tục, lăng mạ cán bộ đang làm nhiệm vụ gây xôn xao. Theo clip, người phụ nữ trung tuổi miệng luôn văng tục chửi bới cán bộ cảnh sát giao thông bằng những lời khó nghe. Tuy nhiên, cán bộ cảnh sát giao thông rất bình tĩnh và giải thích, chị xé biên bản của cơ quan công an đánh người trước, chúng tôi phải khống chế chị. Chưa dừng lại, người phụ nữ lại tiếp tục thách thức. Lần đầu tiên trong đời tao nhớ mãi ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2, chị phải hôn em từ giờ cho đến chết em ạ. Đoạn clip nhận được hàng ngàn bình luận, các ý kiến đều bày tỏ bức xúc lên án hành vi thiếu văn hóa coi thường pháp luật của người phụ nữ, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Ngày 17 tháng 2, đại tá Lê Văn Chiến, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự việc người phụ nữ chửi bới cảnh sát giao thông xảy ra tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 2, tổ cảnh sát giao thông công an huyện Bá Thước đang làm nhiệm vụ tại km 95+100 trên quốc lộ 217. Lúc này tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1998, trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và thông báo chị L vi phạm luật giao thông. Ngay sau đó bà N, mẹ chồng chị L đi đến giật biên bản của cán bộ cảnh sát giao thông vò nát, chửi bới, xúc phạm đại úy Bùi Tuấn Quý. Chưa dừng lại, bà N tiếp tục có hành vi cởi áo vu khống cho cán bộ cảnh sát giao thông sàm sỡ bà. Thậm chí bà N còn giật điện thoại của cán bộ cảnh sát giao thông đang ghi lại hình ảnh bà này xô xát chửi bới. Được biết sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát giao thông đã khống chế bà N và công an huyện Bá Thước đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà này để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tìm hiểu, hành vi mắng chửi, xúc phạm, tấn công, đánh cảnh sát giao thông bị xử lý khá nặng. Hành vi chống người thi hành công vụ, tùy mức độ và tính chất hành vi thì hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về hành chính, điều 20 nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ, có lời nói hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ, xúi dục lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a. Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ, b. Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước của người thi hành công vụ. Về hình sự, điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội chống người thi hành công vụ. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a. Có tổ chức, b. Phạm tội nhiều lần, c. Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, d. Gây hậu quả nghiêm trọng, d. Tái phạm nguy hiểm. Nếu hành vi dùng vũ lực gây thương tích hoặc gây thiệt hại tính mạng của người đang thi hành công vụ thì tùy từng trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điều 104 với tình tiết định khung tăng nặng là để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân hoặc tội giết người theo điều 93 với tình tiết định khung tăng nặng là giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.